Mâu Ni Phật, Mô Phật thì cũng như thường lệ thì chúng ta đi đầu bài giảng. Nhưng hôm nay là ngày 27 tháng 5 thì tôi xin thưa, trước khi đi vào bài giảng thì tôi tóm cái quan niệm của tôi, cái nhận thức của tôi về vấn đề Phật giáo. Thì như tôi thường nói đó, thì Phật giáo đầu tiên đó là có cái Niết Bàn Tịch Tịnh, tức là chân tâm. Chân tâm tức là kêu là Niết Bàn Tịch Tịnh của A-La-Hán, hay là báo thân của Như Lai. Cái cõi này đó là phi không gian, phi thời gian, chỉ có một vùng hào quang rực rỡ thôi, chỉ có vậy thôi. Đó là cái nguyên nhân đầu tiên của vạn vật chúng sanh và các pháp, thường kêu là chân như hay là chân tâm. Thì cái đó là chỗ A-La-Hán sau khi đắc quả bỏ sắc thân rồi trở về đó. Thì cuộc sống của Ngài, các Ngài trực nhận trở về đó hết. Thành ra hành động các Ngài là không có tác ý. Nhưng Đạo Phật là cái vũ trụ quan động, không có nằm êm vậy được. Thành ra do một niệm bất giác, thì cái Niết Bàn Tịch Tịnh này, phi không gian, phi thời gian này, bắt đầu nó chuyển biến chậm lại. Thì người ta thường kêu đó là căn bản vô minh, cái vô minh nguồn gốc. Thì nó lọt xuống thành A-lại-da của cá nhân, A-lại-da của cá nhân, tức là của chúng ta đây. Thì A-lại-da của cá nhân với A-lại-da của vũ trụ đó, nói một là sai, mà nói hai là trật. Cái bản thể của ai là do vũ trụ với bản thể ai là do cá nhân của chúng ta thì bằng nhau. Nhưng mà ai là do của vũ trụ đó, nó là không có không gian, không có thời gian. Còn ai là do của chúng ta là nó chuyển biến rồi. Thành ra nó bắt đầu có thời gian, tức là đứng lặng mà chuyển biến. Còn cái Niết Bàn Tịch Tịnh đó đứng lặng mà bất biến. Ráng nghe nha. Nghe hiểu không hiểu thì tôi nghe nhiều lần thì có cái đĩa đó nghe lại. Cái này là tôi 40 mấy năm trời đó, tôi nhức nhối vào Phật pháp. Tôi là khổ sở về nó. Tôi cứ dai trăn trở về cái vấn đề mà đạo Phật. Bởi vì mình biết rằng hồi Thái tử Siddhartha sanh ra đó có 62 tôn giáo rồi, mà Thái tử không vừa ý, thấy không đưa tới chấm dứt luân hồi sanh tử, không đưa tới giải thoát, chỉ đưa tới cái tiến hóa. Mà tiến hóa từ địa ngục cho tới phi phi tưởng là tương tự Như Lai. Nhưng mà Thái tử thấy là dỗm, không phải đồ thiệt. Tới vô sử xứ là tương tự A-la-hán, thì tới đây đâu còn tu gì nữa. Nhưng mà Thái tử đấy, đây đồ dỗm, đồ này đồ nhái, không phải thật sự. Tức là chúng sanh vẫn còn luân hồi sanh tử khổ. Mà hai ông thầy của Ngài A-la-la Lức Đầu Long Phất không chỉ được, Ngài mới chỉ có chỗ hớ đó. Thì hai ông thầy nhận cái tu của mình nó sai, nó nhái. Nhưng mà cái tu thật sự A-la-hán ở Niết Bàn như Như Lai như thế nào thì Thái tử cũng đầu hàng, Ngài chưa có chứng đắc. Thì cuối cùng Ngài nói nếu hai thầy không chỉ tôi được thì tôi phải tự tìm lấy. Rồi mới trở về 6 năm khổ hạnh, 5 năm tìm đạo. Rồi cuối cùng Ngài đến cái gốc cây Bồ Đề bây giờ chúng ta thờ đó, ở cái dòng sông Ni Liên. 6 năm trời không có tắm, bây giờ xuống sông đó mới tắm. 6 năm nhịn đói chỉ ăn có hột mè. Ngày Ngài chết giấc, Ngài tỉnh dậy. Bây giờ xuống sông tắm rồi Ngài mới uống cái bát sữa của Sujata. Sữa đó bổ lắm nha. Sữa bò nguyên chất, nấu đi nấu lại 9 lần. Thì kêu là đề hồ hay là lạc tô, nó bổ dữ lắm. Ngài uống vô phải thấy khỏe khoắn sức lại. Thì Ngài mới đến cái cây Bồ Đề ở bên dòng sông Ni Liên. Cái bóng nó tỏa hết một cái gốc trọn, mát vô cùng. Thì Ngài cái cảnh nó thấy nó hợp, Ngài mới đưa tay lên Ngài thề: tại cái cội Bồ Đề này, dầu máu ta có khô, xương ta có mục,
Nếu ta không thấy được cái bất tử, không thấy được niết bàn, thì ta nguyện chết tại đây, chứ ta nguyện không có rời khỏi nơi này. Rồi cuối cùng Ngài mới ngồi nhập định 49 ngày, 49 đêm, không ăn uống gì hết. Tới ngày thứ 49 sau mai vừa ló dạng, và đổ minh tinh nghi thiện thành chánh giác, thì Ngài thấy được cái bất tử. Từ đó mới có đạo Phật, thì Ngài nói từ đó mới có tứ sa môn quả, tức là nhập lưu, nhất dẫn lai, bất lai, vô sanh la hán. Như vậy thì nhập lưu nó khác với đạo người trời như thế nào? Cái đó là cái trăn trở của tôi, cái thống nhất, cái nhức nhối nhất của tôi, hỏi không ai trả lời được hết. Thì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm mới nói cái đó coi chừng là ngũ âm ma. Mà muốn biết ngũ âm ma thì chúng ta phải biết từng cái ngóc hốc búa, từ cái ngóc ngách, từ cái xảo trá của tư tưởng đưa từ địa ngục tới phi phi tưởng, nó chuyển biến như thế nào. Thì nếu thấy rõ nó rồi, không thấy rõ nó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, còn thấy nó lờ mờ, không rõ lắm, mà cải sửa thì thành người trời. Mà thấy rõ nó mà không cải sửa gì hết, thì chính cái thấy rõ này là đạo Phật. Cái thấy rõ này là đạo Phật. Thì sau khi Ngài lặng lẽ, Ngài nhìn nó, Ngài không cải sửa, không phê phán gì hết, thì trong 49 ngày Ngài thấy được cái quả Như Lai. Từ nhập lưu, nhất dẫn lai, bất lai, A-la-hán cho tới Như Lai, thì Ngài mới thành Phật. Thì Ngài tính không ra giáo hóa. Ngài nói, ta tưởng đâu là đạo Phật cái gì lạ, nó có trong tất cả mọi chúng sanh, từ địa ngục cho tới phi phi tưởng đều có Phật tánh. Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành và đang thành. Thì ai cũng có thể thành Phật được hết. Nhưng, chữ nhân này là cái độc đáo, nhưng mà khó thành. Chúng sanh quen sống cái sự cải sửa rồi. Tu là gì? Tu là cải sửa. Mà cải sửa thì không thành Phật, chỉ thành người trời thôi. Mà cái đạo Phật là không cải sửa, chỉ nhận lại sự vật y như sự vật. Thấy chỉ thấy mà thôi, nghe chỉ nghe mà thôi, ngửi chỉ ngửi mà thôi. Đến đây để thấy bằng mắt các ngươi, nghe bằng tai các ngươi, ngửi bằng chính lỗ mũi các ngươi, chứ không phải ngửi bằng lỗ mũi của Như Lai, không phải thấy bằng con mắt Như Lai. Mà chúng ta mà không có Như Lai, không có cây gậy nương tựa, chúng ta không thể tu được. Mà đạo Phật là dứt tất cả mọi cây gậy, thì chúng sanh không thể tu được. Thì Ngài tính nhập Niết Bàn, Ngài không giấu quá. Thì chư thiên mới xuống tỉnh. Thì Ngài dọt ra cái hồ sen, thì chư thiên Ngài nói rằng có cái cọng sen nó nằm ở dưới đáy nước. Có những cọng sen, những cái lá sen nó lơ lửng trên mặt nước. Có những cái lá sen nó giọt khỏi mặt nước. Thì chúng sanh ở cõi đời này cũng vậy. Có những người nghe Phật Pháp một cái là họ đắc quả liền. Có những người phải tu, nhận lại như nhập lưu, nhất dẫn lại A-la-hán. Có người phải tu cải sửa, rồi trần thân, rồi da diết, rồi trăn trở mới là qua nhập lưu được. Còn không là luân hồi trở lại. Mà cái nhóm này lợi đâu? Thành ra thượng căn thì ít, trung căn thì vừa vừa, còn thứ hạ căn này quá nhiều. Bây giờ ta ra giáo hóa làm sao? Thì thôi, người nào có nhân duyên với ta, ta giáo hóa. Người nào không nhân duyên thì để sự đau khổ nó sẽ đưa lên. Thì chúng ta biết cái đau khổ nó có hai đường lối. Một là đưa chúng ta đi Niết Bàn, hai là dìm chúng ta xuống địa ngục. Thì cái đời bây giờ là cái đời như vậy. Thì quý vị có thể đi tới Niết Bàn. Còn có những người sung sướng như quý vị đâu mà không chịu tu, nhất là những người giàu có. Bây giờ tu đó, ít nhất quý vị phải tọa tám giới, tức là phải có ba cái hạnh: không ngồi ghế cao, nằm giường rộng, chiếu lớn cho xinh đẹp. Mà người giàu có mà cấm cái đó thì chết rồi. Ta nằm cái nệm, cái giường nó 2-3 thước, cái này có 7 tấc, hãy lăn một cái là xuống dưới đất. Chiều cao có 4 tấc, mà không được nệm rít xo, không được nệm mút, không ngồi ghế cao, nằm ghế salon không được, mà xích đu cà lắc cũng không được. Thì mấy người giàu mà cấm cái đó rồi, giàu để làm cái gì? Tôi thấy có một cái bà già vậy đó,
Bả là bảy mươi mấy rồi, bảy mấy tuổi giờ khú rồi, mặt nhăn hết. Mà nó đeo vàng đỏ tay. Rồi cái cổ này đeo dây chuyền bự bự vàng. Rồi cái tay nó đeo mười mấy cái chiếc vòng. Còn hơn mấy cô gái nữa. Rồi tôi đi thấy rồi nói bà vậy chết bữa nào nó bóp cổ bà nó lấy hết. Rồi mấy mấy tuổi bà sửa soạn chứ vậy. Già vậy mà còn sửa soạn, còn chứng diễn. Bà đỏ mặt rồi bà nói trời ơi chưa phải biết. Hồi đó con cực khổ lắm nha sư. Kiếm một đồng bạc không ra, đói quá trời. Rồi con thấy người ta đeo vàng con thích, mà vàng đâu mà đeo. Rồi con phải tiền tặng, tới bây giờ con được một số tiền rất lớn. Con mua vàng mà sư biểu không cho đeo. Con áo ước biết bao lâu bây giờ được rồi không cho đeo. Tôi nói không phải không cho, nhưng bà phải coi cái sanh mạng bà quý hơn là vàng. Bà đeo vậy nó giết bà chết. Chừng đó mà tôi hay bà chết rồi tôi khóc chết luôn. Bà nói sư thương con vậy sao sư. Tôi nói không phải tôi thương bà, mà tôi thương cho cái ngu của bà. Già mà còn ngu. Bà tôi thiệt tôi nói rồi. Ba bữa sau bà đang ngồi ở đường Nguyễn Đáng. Cái thằng đó bà lông khôn bà trẻ cái vỏ dừa đó. Bà tiễn. Già mà tiễn. Thì nó sao nhảy tới nó bóp cổ bà. Là nó lấy cái gì chuyện. Mà ngay đường Nguyễn Đáng là sao được. Bà la lên bực mà quánh nó. Thì ngay đường Nguyễn Đáng là cái đại lộ lớn. Nó bỏ nó chạy. Sau tôi đi gặp thì thấy bà giấy lấy dấu hết. Tôi hỏi sao lúc này bà không đeo. Sư nói đúng quá chút xíu nữa con chết rồi sư. Nó mất khổ con. Tôi nói bà không tin. Nhưng mà từ một tháng sau tôi đi lại bà đeo lại nữa. Bỏ không được. Thế con già vậy mà vàng bạc để ở chỗ cả đống con mai để mà con đeo bây giờ cứ không cho đeo. Con nó cổ nó ngứa quá đi. Để đeo cho nó người ta biết mình giàu. Hồi xóa mình nghèo người ta khi mình. Bây giờ mình giàu người ta kính trọng mình. Tôi nói kính trọng vàng bạc không có bền nha bà. Ai mang thứ bạc kè kè nó quấy nó quá xuống nghe rập rập lên bà không tiền nó khi bà. Lớn tuổi mà sống vậy. Vì cái hiểu biết quá kém. Giờ nói làm sao thì nói rồi cái hiểu biết bà cũng trở lại thôi. Rồi cái thời buổi này là buổi chết mà chúng ta không hay. Thành là có nhiều người bây giờ bắt đầu thọ giới xuống thành sát ngọc dân. Nghe nói đồn thì năm 2012 đó nghĩa là sắp tận thế. Nước lên nó quả địa cầu này nổ diệt luôn. Nghe ngày 21 tháng 12 vậy đó có ngày đàng hoàng đó. Nghe có hội Long Qua ở Châu Đốc gì đó. 18 nước kéo binh vô gì đó đủ thứ hết. Bây giờ tụi con thọ giới con khỏi chết ông sư. Thì tôi mới hỏi bà sợ chết sao? Nó chết lại không sợ sư. Tôi nói giờ bà sợ chết bà khỏi chết không? Bây giờ tới năm 2012 đó tận thế. Người ta chết hết mà mình bà sống bà chịu không? Nó sống làm sao sống? Nó nói vậy sao mà sao bà sợ chết? Chết sống là cái lẽ thường thôi. Còn bây giờ 2012 mà không có rồi rồi bà sống hoài không hay bà cũng phải chết. Cũng chết thôi. Rồi bây giờ từ đây tới 2012 bà chết liền được không? Vẫn có xảy ra như thường. Tại sao bà cứ tính tới ngày tương lai hoài, hiện tại bà không lo. Tất cả cái gì quá khứ nó trổ trong hiện tại. Thì bà cải sửa hiện tại. Rồi tất cả cái gì trong tương lai nó đều có nhân ở hiện tại. Hiện tại bà gieo nhân tốt này khi tương lai rồi bà khỏi mong chờ nó cũng tốt thôi. Tại sao bà bỏ hiện tại bà nếu mong cầu có còn cả năm nữa là phải dạy không? Mà ai không chết mà sợ cái gì bà biết không? Sợ cái chết mà xa đọa. Còn chết mà siêu thăng, chết mà giảng sanh về cõi Phật. Nói thiệt là tôi chết liền bây giờ tôi cũng chết. Còn chết mà cho tôi xuống địa ngục ma quỷ là tôi không chịu. Thì cái quan trọng là siêu hay đọa chứ đâu phải quan trọng là vấn đề chết. Ai mà không chết. Nhưng mà chết đọa hay chết siêu. Mình ra mấy ông mấy bà phải để ý cái đó. Bây giờ sắp sửa tận thế rồi mấy ông bà mới tu. Cũng như năm 2000 cũng là thọ giới rất nhiều. Mấy 2000 tận thế hay không sư? Tận thế còn chết hay không? Tôi cũng trả lời như vậy đó. Rồi tới chừng năm 2000 không có cái họ ông tu. Ông ăn chay nữa. Nói cười bây giờ sắp sửa tận thế nữa. Năm 2012, ngày 21 tháng 12 gì đó. Thì họ lại muốn thọ giới lại.
Nó nói tu gì cái chết mà tu thì tôi chết rồi. Bây giờ không có tận thế cũng tu, mà tận thế cũng tu, mà xưa đắc thánh quả thì tu của ai, kiếp sau sanh lên cũng tu nữa. Mình phải hiểu như vậy. Tôi có một ông thiện nam, ông thiện trơn ở Hà Tiên đó, tôi kể là mấy ông bà thấy con người nó có cái hiểu biết. Ông giữ năm giới, ông tính tòa tám giới mà tôi không chấp nhận. Tôi nói bà giờ không cho năm giới mà ăn chay trường, mà ông làm bán đại lý nước ngọt bia đó mà chở đi nặng lắm. Ông là chủ mà, thì bà vợ không cho ăn chay trường, sở yếu. Thì tôi nói ăn chay trường tốt sao? Bởi vô năn nỉ tôi là biết bao nhiêu nhà sư khuyên ông không được. Ông kính sư lắm, con về con nghe sư nói, ông nói, ông nói tao chưa gặp ai như ông sư cái. Ông không có giữ tiền, ông ăn gạo lứt không à, cực khổ lắm. Còn mấy ông sư khác tiền nhóc hết, tao kính ổng. Rồi bà mới vô nhờ tôi khuyên ổng là ăn chay 10 ngày thôi, năm giới 10 ngày thôi, ăn chay trường. Tôi nói không được à bà. Bà biểu khuyên cái gì cho ăn chay trường là quý rồi, năm giới chay trường, chừng nào chay ngọ thì tôi khuyên ổng được. Chay ngọ nó yếu sức, còn chay trường đâu có gì đâu yếu. Còn ngày 3 bữa, 4 bữa, 5 bữa thì cũng được, đói thì ăn. Vậy bà nói năng nỉ sư đi sư, con cơ sở nó yếu quá. Tôi nói không yếu đâu, bà không có yếu, tôi chịu cho. Bà thấy vô nhà thương người ta mà bệnh trong nhà thương là do ăn mặn không, chứ đâu phải ăn chay. Đang nói chuyện cái ông tới, ông đem cơm cho tôi. Thì nói đó đó, mà ông thấy không, ông sư nói với tôi là kêu ông ăn chay 10 ngày đó. Mà tôi có nói hồi nào đâu, những người đàn bà phải giữ đâu. Tao đang nói với sư, sư chịu rồi, sư biểu mày tiểu ông ăn chay 1 tháng 10 ngày đó, ông thấy không? Tôi nín định rồi, đúng lẽ giờ má của nói bà nói dối. Tôi có nói hồi nào đâu, tôi là không chịu rồi. Mà ông vô cái nói là ông thấy không? Tôi đang nói với sư, sư chịu rồi đó. Sư biểu ông ăn chay 1 tháng 10 ngày thôi, không có ăn chay trường. Tôi nói trời cái bà này thiệt. Cái miệng bà, tôi đang ngồi đó mà ông bà dám nói vậy. Tôi nín định rồi. Rồi cái ông để cái vỏ cơm xuống, ông nói sao biết không? Tôi thấy ông giỏi lắm. Ông ngồi nói mày ngồi xuống đây, giờ tao nói mày nghe. Ông người Tàu nói chuyện tình cười đó. Giờ tao nói mày nghe, bây giờ kiếp này tao ăn chay trường heo, rồi tao chết rồi sanh lên kiếp sau tao ăn chay trường nữa, mày chịu không? Thì tôi thấy ông này ông giỏi. Lại ngồi nín tin à. Tôi nói giờ tao nói mày nghe, tao nói như vậy hả? Bây giờ kiếp này đó, mày là nói cái gì nói, tao nhất định ăn chay trường. Tới chết là kiếp sau mà tao sanh lên nữa, tao cũng nguyện ăn chay trường nữa, mày chịu không? Mà thôi bà nín thinh, tôi nói không, tâm, cái tâm ổng vững vậy đó. Bà phải bắt trước, ổng phải, bà phải ăn chay trường. Bà có 10 ngày, bà biểu người ta ăn chay trường, biểu người ta bỏ rồi không được. Mà ổng ăn chay ngọ rồi tôi không đồng ý. Ổng đòi thọ tám giới đó bà. Nhưng mà cái lực là bà phải đồng ý. Tôi biết bà không có đồng ý là tôi nói không được. Phải bà đồng ý thì tôi truyền giới cho ông. Thôi giờ chúng ta trở lại. Thì bây giờ tôi nói cái nguyên nhân để mong bà biết là từ cái niết bàn tịch tịnh đó, tức là phi không gian, phi thời gian. Nơi đó chỉ có một cái vùng hào quang thôi, mà do một niệm bất giác, cái này chúng ta bàn tới sáng, thì bắt đầu nó chuyển biến. Mà đã chuyển biến rồi, phi không gian, phi thời gian là đứng lặng bất biến. Cũng như nước vậy, tôi từng thí dụ nước, nó đứng lặng, nó bất biến. Nhưng do một niệm bất giác cho nên nước này chảy. Nước đứng lặng bất biến là nước chết, thành ra nó chảy. Mà đã chảy là dòng. Mà đứng lặng thì không có sống, chỉ có cái dòng nước thôi. Thành ra cái dòng nước này kêu là chơn vọng hòa hợp. Đứng lặng là chơn, mà trôi chảy là vọng. Là trôi chảy thì chỉ có hình chứ chưa có tướng. Mấy ông bà ra nhìn cái dòng nước nó chảy đó, nếu mà nó chảy xiết thì nó đứng lặng bất biến, thì chúng ta kêu đó là nước. Nước là nguyên nhân đầu tiên của tất cả các dòng sông. Rồi khi mà nước này bắt đầu nó chảy thì kêu là dòng nước. Ông bà để ý ha, dòng nước với nước nó khác. Thì nước là niết bàn tịch tịnh, nơi đây là đứng lặng thì không có thời gian, mà bất biến thì không có không gian. Rồi bây giờ bắt đầu trôi chảy thì vẫn đứng lặng, thì chưa có sống, nhưng mà có sự trôi chảy là dòng. Thì trôi chảy bắt đầu có hình, hình cái dòng nước.
Rồi nó tôi chảy chậm nữa thì tôi chảy có hình dòng nước chúng ta kêu là a lại gian cá nhân, tạm nghe nha, và không hiểu thì nghe cái đĩa này lại nghe không? Thì tôi giảng để rồi tôi hạ thấp xuống và tôi bắt đầu đi vào mẫu giáo. Cái này tôi kể ở cái trường đại học đó, cái cõi của Như Lai nghe không? Rồi nó tới mật a lại gia cá nhân của chúng ta là phức tạp. A lại gia cá nhân của chúng ta thì chơn vọng hòa hợp, chơn là đứng lại chưa có tướng, vọng là trôi chảy thành ra có hình. Rồi ở đây nó chia làm hai, nếu mà nó sao động đó thì bắt đầu có tướng, kêu là mạt na, tức là không gian. Còn khi mà mạt na nó đứng lặng đó thì kêu là a lại gia, tức là linh hồn của chúng ta. Thành ra linh hồn của chúng ta không phải chơn mà cũng không phải vọng, mà chơn vọng hòa hợp, nó có sự chuyển biến thôi mà nó không có sự sao động. Còn mạt na đó chuyển biến mà sao động, do sao động cho nên có không gian, tức là có tướng, do chuyển biến cho nên có thời gian, tức là có hình. Thì thời gian và không gian phải tương ưng với nhau, thời gian với không gian. Thời gian là chuyển biến nhanh cho nên gọi nó là cái nhận thức, còn không gian là đối tượng của nhận thức, tức là có tướng, chẳng hạn như cái bình thủy. Thì cái nghiệp tôi là nghiệp người, nghiệp mấy ông mấy bà cũng là nghiệp người, thì mình thấy cái bình thủy là bình thủy, thì cái hiểu biết về bình thủy cái đó gọi là thời gian, tức là nhận thức. Còn cái bình thủy nó chuyển biến chậm cho nên nó có tướng, kêu là không gian, tức là đối tượng của nhận thức. Chẳng hạn như nước, thì tôi mấy ông bà đều thấy là nước, thì cái nhận thức của mình đó là cái biết, cái nghiệp người. Thì cái đối tượng của nước là nước, thì mấy ông bà cũng thấy nước, tôi cũng thấy là nước. Nhưng các nhà khoa học thì thấy H2O, thì cái nhận thức của họ khác mình. Còn loài ngạ quỷ thì thấy nước là máu, cái nhận thức nó khác, thì đối tượng nó phải thay đổi. Do đó mới có tam giới, có địa ngục, cho tới phi tưởng. Thành ra nếu mình cải sửa nhận thức lên cao thì cái đối tượng nhận thức nó thay đổi như thế. Còn nếu mà cái nhận thức mình quá ù lì, quá ngu si, thì cái đối tượng nhận thức đó, cảnh giới nó sẽ xấu, khuyết tật. Thì tất cả đều là không có thật, đều do cái nhận thức mình tạo ra thôi. Cái này tôi đã nói nhiều lần rồi, hiểu kịp không? Thành ra xuống dốc đó là từ a lại gia cá nhân của chúng ta. Khi mà nó giọt lên cao đó thì nó thành niết bàn tịch tịnh, nó đứng lặng bất biến, thì tới đây gọi là a la hán. Còn khi một niệm bất giác xuống rồi thì thành a lại gia cá nhân, tức là chúng ta thường kêu là linh hồn, hay là tàn thức, hay là thân trung ấm, hay là rất nhiều danh từ. Mà khi nó, cái linh hồn nó sao động thì nó thành ra mạt na là ngã chấp. Thì chính cái mạt na này nó tạo ra tam giới. Nó xuống thấp nữa, nó vọng quá, chúng ta thường kêu danh từ vọng quá nữa, là nó sao động nhiều, thì nó thành ra tứ thiền. Rồi tứ thiền sao động nữa thành ra tam thiền, tam thiền sao động nhiều thành ra nhị thiền, rồi sơ thiền, rồi tới cõi trời dục giới, rồi tới cõi người, rồi xuống tới điện, tới Atula và súc sanh, rồi tới địa ngục hữu gián vô gián. Tới đây là hết. Rồi bắt đầu địa ngục hữu gián vô gián mới tiến quá lên, cải sửa lên, tiến quá lên. Địa ngục hữu gián vô gián mới thành là ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Rồi tới người trời dục giới mới tiến quá sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, rồi tứ thiền. Rồi tới đây qua cái tứ không, hư không vô biên, thức vô biên, vô sở, phi phi tưởng. Thì phi tư tưởng là cao hết. Rồi tới đây hết rồi, trở xuống nữa. Tại sao lên cõi cao rồi mà trở xuống phi phi tưởng thì tương tự Như Lai đó? Thì bởi vì theo đạo Phật nó có ba cái mà quý vị phải nắm cho vững.
kêu là tam pháp ấn, ba cái ấn pháp mà đời đời kiếp kiếp không thay đổi. Cái ấn là cái dấu chứng tỏ rằng đây là chánh cống, hôm nay thiệt chứ không phải là hôm nay giả. À, thì kêu là tam pháp ấn. Tam pháp ấn là gì ha? Vô thường, gì nữa? Vô ngã và khổ đạo. Không có cái này là không có đạo Phật. Nhưng phải thông hiểu cái này cho thật sâu sắc. Tôi giảng mấy chục lần thì tôi có giảng lại nữa. Vô thường đó là nói về cái nhận thức của chúng ta, nó thay đổi hoài. Ngồi đây cái chuyện hồi nghĩ tới chuyện hôm qua, nghĩ tới chuyện mấy tháng năm về trước, nghĩ tới chuyện hồi lúc nhỏ, rồi nghĩ tới chuyện bây giờ, rồi nghĩ tới cái chuyện chút xíu nữa, rồi nghĩ tới ngày mai, rồi nghĩ tới sắp sửa tận thế 1-2 năm về trước. Nó không bao giờ dừng. Cái tư tưởng nó cũng như là con khỉ mà chuyền cành, nó thay đổi hoài. Thì cái đó là có ba đời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Thành ra bây giờ chúng ta ngồi đây mà chúng ta mơ tưởng tới năm tới ngày tháng 12 tận thế, thì chúng ta không sống hiện tại nữa mà sống với tương lai. Đạo Phật tối kỵ cái đó. Thành ra nhiều người giờ chạy xuống cõi cảnh xá, tôi vô cốc tôi kiếm hỏi, có tận thế thiệt không sư? Tôi nói nếu tận thế thì cô làm sao, còn không tận thế thì cô làm sao? Tận thế giờ người ta chết hết, mình cô có chịu không? Bây giờ tận thế rồi cô chết, người ta cũng chết, rồi không tận thế cô sống, rồi cô sống hoài không? Thì qua cái tận thế này cô cũng phải chết. Thành ra đối với đạo Phật, vấn đề sống chết không quan trọng, mà quan trọng ở vấn đề siêu hay đọa. Đức Phật cũng chết vậy, chứ đâu phải ngài sống hoài. Nhưng mà cái chết của ngài khác với cái chết của mình, quý vị phải hiểu cái chỗ đó. Nào đây tôi nói sơ thôi, tôi biết rằng quý vị không có sống như hiện tại. Quý vị sống với cái mơ mộng tương lai, rồi quý vị nuối tiếc cái quá khứ. Mà quá khứ đã qua rồi, cái nhân đó quý vị làm ác thì bây giờ quý vị phải hưởng cái quả xấu. Quý vị giao hộ bình bát mà bây giờ muốn có trái mãn cầu làm sao có được. Phải giao hộ bình bát thì lên cây bình bát thì trái phải là bình bát. Mà quý vị muốn là trái mãn cầu được không? Thì Đức Phật nói được, dư sức được. Nhưng mà quý vị dám làm không? Dám chặt và thắp nhánh mãn cầu không? Mà chặt tháp mà quý vị biết cách tháp không? Quý vị có cái thông minh không? Có cái định lực mà dám chặt không? Rồi có cái học hỏi là tháp như thế nào không? Không khéo nó không ra mãn cầu, nó chết cây bình bát luôn. Thì cái đó là do cái ngu si của mình. Thành ra đạo Phật mới nói, muốn qua đạo Phật thì phải qua đạo trời. Con người phải thông minh sáng suốt. Mà thông minh sáng suốt không phải là trí tuệ. À, cái chỗ đó là cái chỗ khó khăn. Tôi muốn phân biệt cho quý vị thấy cái thông minh sáng suốt hay cái trí tuệ nó khác nhau. Trí tuệ là đạo Phật, còn thông minh sáng suốt là đạo trời. Mà muốn qua đạo Phật thì phải qua cái thông minh sáng suốt. Thì hai cái nó khác nhau sao, quý vị phải từ từ chúng ta sẽ đi sâu vào cái đó. Thì ở đây tôi muốn nói rằng chúng ta đang ở cái thời buổi khó khăn, thời buổi mạt pháp, không có Phật ra đời. Chúng ta không sống được như cái hiện tại. Chúng ta cứ nuối tiếc quá khứ, chúng ta mơ mộng tương lai. Mà quá khứ đã qua rồi, nó sẽ trổ cái quả trong hiện tại. Rồi bây giờ chúng ta ngồi ôm hiện tại, chúng ta khóc là cái ngu. Mà trong quá khứ 3-4 năm về trước, tôi trồng hột chanh, hột ớt. Thì bây giờ quý vị phải hưởng cái gì? Quả chanh quả ớt. Chứ bây giờ mà gieo cái chanh 3-4 năm về trước, bây giờ ra cái cam được không? Không bao giờ có cái đó. Rồi quý vị ôm trái chanh ruột chua lép mà vỏ bồ hòn, quý vị ngồi khóc được không? Cái đó đạo Phật dạy. Tại sao mình không chuyển nghiệp? Rồi thì mình kiếm chút ít đường, mình pha ly nước chanh thì nó ngon ngọt, mình bán có tiền. Còn nó nhiều quá sư, con đã gieo mấy trăm cây chanh rồi, thì trái nhiều quá thì làm chanh muối,
mình có đủ cách để mời cải sửa nó. Mình không có dạy ngồi đó ôm khóc, mình cải sửa cái nghiệp ác thành ra nghiệp thiện. Nhưng mà nên nhớ cái đó không phải đạo Phật nha, đạo người trời. Vì đạo Phật là cái gì sư, tôi để nói sao? Mà quý vị không qua cái thông minh đó là không qua đạo Phật được. Quý vị có ôm trái chanh rồi, 4-5 năm về trước con đã lỡ ra 100 cái chanh rồi sư ơi. Bây giờ nó trái nhóc hết mấy trăm ngàn trái. Ngồi đó khóc. Bây giờ chanh nó không có làm cái gì được hết. Tại sao không làm gì được, tại mình ngu. Mà mở cái quán hàng mình kiếm mở đường, giờ pha ly nước chanh bán chanh đá, chanh đường. Nó nhiều quá thì làm chanh muối. Để 3-5 năm, 5-10 năm cũng được. Mà càng lâu chừng nào nó càng hay chừng ấy. Ngậm mà nó viêm họng hạt rất là tại. Tôi có đem theo thì tôi nói chuyện mà nó kẹt đàm lên, nó viêm hoạt là cái ra tôi ngậm cái nó xuống liền. Chân muối 3 năm của tôi là 9-10 năm. Thì cái đó là cái thông minh của người trời, nhưng mà không phải đạo Phật. Rồi bây giờ trong tương lai, mình lo sợ tương lai đây rồi 1 năm nữa tới tháng 12 năm thìn, đây là tận thế. Bây giờ có hồi hộp hoài, không dám sống như cái hiện tại. Mà tương lai có hay không? Có không? Năm tới có tận thế không? Quý vị ngồi với tôi ở đây có không? Nếu nói có là sai, mà không có là trật. Quý vị phải hiểu đạo Phật. Quý vị ngồi với tôi đang đây nói chuyện này, tất nhiên là có. Là có đối với quý vị á. Còn nếu quý vị là các nhà bác học, quý vị là có cõi tiên, thì ở đây không có. Toàn là điện tử đó không. Tôi đây là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Nhưng mà nhìn vào mắt, tai đó chỉ là điện tử âm dương nó kết hợp lại đó. Tôi ta thấy là có nước, thật ra cái nhà ông học thấy là thấy không? Không có nước, mà có oxy hydro thôi. Còn các nhà điện tử thấy là không có hydro oxy nữa. Thì hydro là một điện tử âm dương, oxy 16 điện tử âm dương, không có luôn nước nữa. Rồi các nhà siêu điện tử thì thấy không có điện tử luôn. Nếu phá vỡ điện tử nó biến thành biến mất, thì họ kêu đó là năng lực. Thì khoa học kêu đó là thức. Thì thức kêu là thức biến. Thức là năng lực. Nhưng mà duy thức nó chưa phải năng lực cuối cùng đâu. Cái đó là còn cái tướng của cảm giác. Vật chất mà nó biến mất nó thành là cảm giác. Cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu chúng ta thường kêu là tình hay là kiến. Rồi bắn mất cái cảm giác nữa thì khoa học cái này là cõi trời. Cõi trời mà thiên tiên đấy, tức là cõi trời sắc giới. Dục giới không thấy, không biết nó đi đâu. Thì sắc giới nói nó biến thành ra tư tưởng. Biến thành ra tư tưởng. Tư tưởng vẫn có tướng. Rồi tới cõi trời vô sắc mà dứt bỏ tư tưởng nữa thì nó biến mất. Thì cõi trời sắc giới không biết nó đi đâu. Thì cõi trời vô sắc nói rằng nó biến thành mạt na và a-la-da. Rồi tới chừng thăng qua cái mạt na nữa thì nó thành a-la-da. Thì đây mới là cái năng lực cuối cùng. Rồi tôi nói sơ thôi ha. Nói sơ thôi. Thành ra đạo Phật nó sâu xa lắm. Khoa học mới đi có 1/5 thôi. Khoa học mới bắn bỏ cái vật chất thôi, tức là sắc quẩn thôi. Sắc quẩn chút nữa chúng ta bắt đầu học tới. Thì cái này nhập lưu mới thấy được thôi. Còn cái thọ quẩn đó là cái cảm giác. Cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu, không khó chịu. Cái này nhất vãng lai mới thấy. Rồi tới cảm giác của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Rồi nhất vãng lai không thấy và bất lai mới thấy được. Thôi đại khái vậy thôi, cái này tôi nói quá cao. Thì bây giờ chúng ta trở lại thấp. Thì bây giờ chúng ta phải tìm hiểu 4 đường ác trước. Tức là cái sắc thân này. Thì tôi xin thưa hôm trước là chúng ta có 2 cái thân. Thì quý vị nhìn ở trong con người mình nha. Tôi không giảng trên trời dưới đất đâu, tôi giảng con người mình. Một cái thân đầu tiên đó, quý vị dễ nhận lắm. Là chưa là phù trần căn. Phù là nổi, trần là bụi bặm, nó nổi ở ngoài cho mình thấy. Đó là cái gì? Mắt, gì nữa? Tai, cái gì nữa? Mũi, cái gì nữa?
miệng hay là lưỡi, ở gì nữa, cái sắc thân và cái gì nữa, cái óc, thấy không? Dễ dàng, con nít nó cũng thấy, phải không? Ai mà không có mắt, không có lỗ tai, không có cái lỗ mũi, không có cái miệng, không có cái sắc thân, không có cái đầu này, thì cái đó đó nó tiếp xúc với cái trần. Thì cái này mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì cái ốc này là ý. Còn khi qua cõi trời đó thì ốc này mất, cái ý này tức là mặt na. Thành ra chúng ta mới hiểu tại sao bên tiểu thừa, tức là bên ông Lục đó, là không có vấn đề thân trung ấm. Ông tiểu thừa chết rồi thôi, không có một thất, hai thất, ba thất, bảy thất. Còn bên đại thừa thì có mặt na, tức là có tám thức: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì cái ý này gồm có mặt na, ai lại ra, thì cái đó tôi sẽ giảng sau. Tôi có giảng mấy lần rồi, thấy không? Quý vị để ý, nhưng mà nó hơi cao. Thì khi nào tôi đi sâu, quý vị khá rồi, tôi sẽ giảng lại cái này. Thì toàn thể cái này đó, chúng ta kêu là sắc thân của chúng ta đây, thì kêu là phù trần căn. Thì cái này nó sẽ tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp. Con mắt thì tiếp xúc với sắc, tai thì với thinh, mũi thì với hương, lưỡi thì với vị, thân thì với xúc, ý thì với pháp. Cái này rắc rối nha, cái này còn giảng lại. Còn mấy cái này thì dễ thôi. Thì mấy cái này đó, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, sắc thân hương vị xúc, thì chúng ta thường kêu là tình. Tình là gì ha? Tức là sống mà chưa có sự phân biệt, cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó, thì kêu đó là tình. Nhưng mà tại sao cảm giác dễ chịu? Không biết. Rồi cái phân biệt là thuộc về cái này. Cái này kêu là tưởng, tức là có sự phân biệt. Tôi xin quý vị một chút nha, bỏ viết xếp tập lại, không có viết nữa, chỉ nghe mà thôi. Chỉ nhìn mà thôi. Chút rồi có cái máy này nè, mở nhòm để băng coi lỗi. Còn bây giờ cái tay ở đâu nghe, cái tay ở đâu mà viết. Quý vị có hai cái tâm hay một? Một cái tâm là muốn chết rồi. Cái tâm của cõi trời là tập trung kỹ, mạnh, lâu, sâu vào cái bài giảng của tôi. Tất cả những cái tiếng nói ngoài gạt bỏ hết. Đó là đạo trời, không phải đạo Phật. Thì tôi chỉ xin có đó hiện tại thôi. Đừng có ngồi đó mà viết, rồi cái tâm nào viết, cái tâm nào nghe. Rồi không biết tôi giảng cái gì, cái này nó khó hiểu á. Chỉ làm sao ngồi yên lặng mà nghe. Quý vị nghe mà đừng suy nghĩ gì hết thì chắc chưa được. Thì đó là qua cái hiện tiền chứ không phải hiện tại nữa. Nghe chỉ nghe mà thôi. Biết thì biết mà thôi. Chừng nào quý vị thấy mà quý vị nghe sao mà tới. Quý vị nghe luôn cả tiếng nói của tôi, nghe luôn tiếng xe, tiếng múa lân, tiếng nói chuyện thì nghe hết. Mà tôi chưa có người tôi biết tôi nói cái gì đâu. Thì không phải là nghe tôi mà quý vị chính là tôi. Và là đạo Phật đấy. Còn bây giờ có tôi nói, có quý vị nghe và có lời pháp của tôi nói, thì đó là quý vị nghe theo người trời. Và chỉ nghe hiện tại thôi. Đừng có nói mà chia hai cái tâm. Cái tâm mà nghe sư, rồi cái tâm nào phân biệt để viết vô, rồi cái tâm nghe nữa. Một cái tâm là muốn chết rồi. Không biết nghe còn rõ không. Rồi bây giờ hai cái tâm. Thì tôi đề nghị vậy thôi. Nghe không? Là quý vị viết rồi quý vị không hiểu gì hết. Rồi xuống dưới chưa chắc quý vị coi lại đâu. Con người lười biếng nhất về thấy đó thôi. Bây giờ có cái đĩa nè, về mở mình coi. Thì trong đó có đủ hết, có tiếng nói của tôi. Chừng đó ngồi mà suy gẫm. Dám là vừa nấu cơm mà vừa nấu nước mà vừa nghe nữa lắm mà. Nó ngán vậy mà. Quý vị ưa vậy lắm. Nghe pháp sướng lắm, có cái đĩa thâu rồi. Đi nấu nước, đi cầu, đi tắm này kia, vừa tắm vừa nghe ông nội tôi. Làm sao hiểu nổi? Nghe là bắt kiết già lên ngồi lắng nghe, có đó đàng hoàng. Nghe bằng đầu tập trung kỹ, mạnh, lâu, sâu. Rồi sau không tập trung nữa, nghe tất cả. Trung kỹ mạnh là chỉ nghe sư giảng thôi, có tiếng chó sủa, tiếng người ta ca dụng cổ tân nhạc thì cả hết, nó tập trung vào một cái. Khi quý vị bắt đầu hiểu rồi quý vị không tập trung nữa. Nó vô trong ai lại gia quý vị, nó tràn cả ơn. Quý vị lắng nghe nó thì nghe luôn tiếng ca giọng cổ, tiếng hát nghe hết. Mà không dính mắc cái gì hết. Quý vị trở về cái tánh nghe. Thì bây giờ không phải là người nghe người nói, mà quý vị chính là người nói, quý vị chính là tôi.
thì cái đó hơi cao để sau này. Nhưng quý vị qua nhị thiền đi, chừng nào quý vị khỏi niệm Phật nữa, vẫn có tiếng niệm Phật, thì tôi giảng dạy lần quý vị nhận được. Nhận được quý vị bắt đầu vào dòng thánh thứ nhất là nhập lưu, à, tức là đắc quả tôi mong cầu bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà trước tiên là tôi mong cầu quý vị sống như hiện tại, chứ đừng sống như quá khứ, đừng sống như tương lai. Quá khứ đã qua rồi, đừng nối tiếp quá khứ, đừng mơ mộng tương lai chưa đến, mà tương lai đã đến thì thành hiện tại, mà hiện tại rồi thì nó thành quá khứ, nó cứ trôi chảy mãi. Nếu mình theo dõi mình thấy nó trôi chảy rất nhanh. Còn bây giờ bắt đầu cái tư tưởng là mình chia sẻ, nghe tôi giảng tưởng đâu là có quá khứ, có hiện tại, có vị lai, thật ra nó chuyển biến liên tục. Thành ra chúng ta kêu nó giống như tâm viên ý mã, thì thôi có đó riêng. Bây giờ mình học trên tư tưởng thôi. Khi nào mình nghe được Bát Nhã, mình lắng nghe cái dòng suy tư, mình mới thấy là quá khứ, hiện tại, vị lai nó không có, nó chỉ là một cái dòng trôi chảy. Thành ra kêu nó là cái hiện tiền. Quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Còn bây giờ chúng ta đắc cái hiện tại, tức là mình phải cải sửa cuộc sống ngay bây giờ. Và đừng tạo cái nhân ác nữa, tạo ngay hiện tại, tạo cái nhân thiện, thì tương lai tốt đẹp, đừng có mong cầu tương lai. Đức Phật chấp nhận cái đó, kêu là tứ thiền. Từ cái này quý vị qua đạo Phật rất mau. Còn quý vị ngồi đây cái tâm coi sư giảng sao, nghe làm sao, rồi ghi chép vô, rồi nghe nữa. Cái tâm ghi chép, cái tâm nghe, hai tâm. Một tâm là muốn chết rồi, mà hai tâm nữa, rồi ba tâm nữa, rồi bốn tâm nữa, thì quý vị cỡ thành bệnh thần kinh luôn. Bệnh thần kinh luôn, nghĩ tùm lum hết. Thì tôi yêu cầu thôi, bỏ viết xếp tập lại, chỉ nghe ở đây thôi. Nếu nghe tập trung cũng được, có hiện tại thôi. Đừng có để cái tâm mà coi sư giảng làm sao. Có người mà so sánh sư giảng sống Huệ Năng, sư giảng giống Kiết Na, sư giảng giống ở trong nào, trong Bát Nhã gì. Bỏ mấy cái vụ đó, nó tùm lum quá. Sư giảng ở đây thì biết ở đây, tập trung kỹ mạnh lâu sâu vào cái bàn giải của sư, gạt hết tất cả. Như tôi nói, như đứa bé mà nó mê cục kẹo ấy, nó quậy rồi thấy cái bịch kẹo vô, nó chỉ còn biết bịch kẹo. Cũng như quý vị mê đánh bài, suốt đánh suốt đêm, đứa nào lại búng lỗ tai kêu mẹ ơi về, mẹ ơi tao bạc tai mẹ đi về để tao đánh bài. Không nghe tiếng nói của nó nữa, chỉ biết con đánh bài. Thì bây giờ quý vị mới tập vậy. Nhưng mà cái đó là sa đỏ, tập trung để sa đỏ. Còn cái này mà tập trung để siêu thăng, một cái tiến hóa, một cái sa đỏ, thì thôi kệ thà là có nhất niệm thì nhất diện tiến hóa, đừng có nhất niệm sa đỏ. Một chích xì ke ma tí vô đó nó cũng mê đi như là tam thiền. Nhưng mà tam thiền thì đi tới quả Phật, còn xì ke ma tí thì đi tới quả địa ngục. Quý vị muốn cái nào thì muốn, nhưng mà cái mê hồn giống hệt nhau. Quý vị thấy mấy đứa thích thì kè ma tí, như mấy cô gái 13, 4 tuổi đi bác, tôi thấy nó ra ngoài nó múa, nó không còn biết trời đất gì hết. Nó múa thiếu được đụng cái lỗ mũi tôi. Tôi đi ngay biết sao nó quay ra một cái tôi hết hồn. Tôi tưởng nó điên, tôi hỏi mấy bà lối xóm nó không có điên rồi sư, nó xích thì kè đấy. Một con gái 13, 14 tuổi, nó qua nó múa gì trời đất mà đứng ở ngoài hẻm, ở ngoài lối. Thì tôi nghĩ là nó mê ly. Mà tôi nhập hồi tam thiền chắc cũng vậy. Nó mê ly tới là không còn biết xác thân ở đâu nữa. Ngồi xuống này có cảm giác với tư tưởng thôi. Toàn thân đều là cảm giác lạc tỏ hết. Thì nó giống giống nhau. Nhưng một cái sau khi xả ra thì thân bại mệnh liệt. Còn cái này tôi càng ngày càng siêu lên. Thì quý vị nhân tập cái nhị thiền tam thiền, tập trung ở đây thôi. Đừng có để cái tâm phân hai, phân ba. Bây giờ chúng ta trở lại, thì chúng ta nhìn cái căn đó, tức là gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Nhưng mà ở đây mình chia ra đây thôi. Năm cái này là năm dây thần kinh, năm dây thần kinh. Nhưng ở cái địa ngục ngạ quỷ đó chưa có dây thần kinh, chỉ có phù trần căn thôi. Cũng như con mắt tôi nhìn sự vật, thì sự vật nó nằm ở trên trần gian thôi, chưa có cảm giác rõ ràng. Thì chúng ta đã học rồi đó, là cái phù trần căn đó nó chỉ nhận lấy sự vật thôi. Thí dụ bây giờ tôi nhìn cái bình thủy,
thì cái bình tĩnh nó sẽ in trên trồng ren thôi. Thì tôi chưa có biết, chưa có dây thần kinh thị giác đâu. Thì cái đó chúng ta kêu đó là ngạ quỷ. Nó có cái cảm giác của trồng con mắt. Nhưng mà chúng ta thấy cái xác này nó chưa có sự sống, chúng ta cần kêu cái xác này đó là địa ngục. Địa ngục vô gián. Mà trước cả rồi, khoa học kêu là vật lý. Còn cái này đó, mắt đó, thì kêu là địa ngục hữu gián. Nó có sự sống, còn cái này chưa có sự sống. Nhớ không? Hôm trước có trả rồi phải không? Bữa nay trả tiếp cái này. Cái này mới trả rồi chưa? Hình như rồi nữa phải không? Chút nữa trả lại đó, thấy không? Thì cái này theo mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Thì khoa học kêu đó là sinh lý. Còn sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, khoa học kêu là vật lý. Chưa có cái biết, chưa có sự sống. Cái này chưa có cái biết mà có sự sống. Phải không? Có học chưa? Không có là tôi cạo tóc á. Cực quá rồi, tôi giảng mấy chục lần rồi. Đó, thì ban đầu chúng ta mất tay mũi lưỡi thân ý này, tức là địa ngục hữu gián tiếp với địa ngục vô gián mới sanh ra cái nhãn thức. Tức là cái tâm. Mà cái tâm này tức là nhận lấy sự vật, có cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó. Nhưng mà cảm giác này không phải là cái sự phân biệt. Có cái cảm giác lờ mờ mà chưa có tư tưởng phân biệt, chúng ta kêu đó là ngạ quỷ. Ngạ là đói, quỷ là xảo quyệt. Nó đói, nó xảo quyệt. Nó thấy tiền, nó mờ con mắt. Thấy vàng, nó mờ con mắt. Nó vào vô, nó chụp. Cũng như bà lão tôi kể là thấy vàng thì mờ con mắt, đeo vô trong cổ, để rồi thiếu chút nữa chết. Rồi cách một tháng sau chịu không nổi đeo lại nữa. Chừng nào bà chết luôn, bà mới chịu thôi. Thành ra tôi nói, tôi mà bà chết cho tôi khóc bà. Bà nói sư thương con tới vậy, tôi không có thương bà đâu. Tôi thương là thương cái ngu của bà. Già như vậy mà còn làm sửa soạn. 70 mấy tuổi rồi sửa soạn làm cái gì? Bà nói phải con sửa soạn. Nhưng mà con thích đeo vàng. Mà nhỏ làm sao có vàng mà để nói già, rồi tiền bạc có đóng mua vàng rồi để đó, sư không cho đeo. Mà con mua để làm cái gì? Tôi nói phải không cho bà đeo. Nhưng bà phải có sự thông minh một chút. Rồi thời xưa thì nó khác, trộm cướp nó khác. Còn thời này là thời buổi có tiền bạc. Hãy nói thấy vàng nó tối con mắt. Thì 10 cái mạng bà nó cũng giết nó, đừng có nói cái mạng bà. Nếu mà bà đây là mai một lộ mà đi vô đường hẻm là bà chết với nó. Nó bắp cổ bà chết trong đó rồi, bà thành con quỷ đấy. Quỷ là tức tối là không có hưởng được. Mà nói vậy là bị lần rồi, rồi bỏ đâu cũng cả tháng rồi cũng đéo lại. Tôi đầu hàng. Cái ngu si của con người nó khó nói. Cái mê mà, nó kêu là cái mê cũng như mê xì cây, mê tí và mê vàng. Thì quý vị cũng có cái mê đó. Nhưng mà tôi năn nỉ quý vị mê cái thiện. Mê cái tam thiền đi, làm sao mà khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật. Quý vị mê cái đó đi, thì cũng được. Rồi tôi búng lỗ tay ra, tôi đưa qua cõi Phật thì được. Còn quý vị mê cái xì ca ma tí, mê cái vàng, mê tiền bạc, mê cái ăn. Thì bây giờ tôi búng cái gì, quý vị chắc dám chửi tôi. Nó khó lắm. Như tôi đi rồi đi bác, gặp cái cô. Cô đó giàu có, chủ khách sạn. Cô đến tôi 2 lần bị tôi đầy hết. Rồi tôi gặp nữa, tôi hỏi sao lúc này cô không đi tịnh xá. Đi gì để đi tới đó là chưa chửi. Tôi nói trời đất. Sao Phật tử mà nói như vậy. Còn đến 2 lần bị sư chửi 2 lần. Thì tôi đâu có chửi, bị khổ già, khổ sửa soạn quá đi. Tôi thì tôi ghét cái sửa soạn. Đúng vậy. Ba mà con mà bị giàu quá 2-3 cái khách sạn. Thành ra sửa soạn như mấy cô đó, to xôn vô bấn kẻ chân mày uống tóc và mặc bộ đồ tây nữa, rồi đi đục cơ gốt. Nói trời con già khú rồi đó, rồi còn con gái không nói gì, bây giờ ba mặt con là còn sửa soạn quá trời. Cô làm giống mấy cô đào ác bóng quá. Mà có mấy đứa em mà Việt Kiều nó về chắc bị mấy đứa em. Mà làm sao đỡ còn dữ hơn nữa.
Tôi làm luôn một lần nữa, tôi không thèm tới. Rồi hôm qua tôi đi bác, tôi gặp rồi, sao lúc này không đi tỉnh sáng nghe pháp, đi chưa để chưa chửi. Tôi nói trời ơi, tôi mới đầy chút xíu mà chửi cái gì, tôi đi nữa đi. Sao tôi không dám động tới cô chủ nữa đâu, không dám nữa. À, thì cô đi cô làm sao làm. Tôi tính là dũa cho cô càng ngày càng tiến để cô xa đọa. Không nghe Phật tử rồi tôi nói hơi thẳng một chút. Chứ tôi mà chửi cô ít lợi gì cho tôi. À, thôi đi đi, tôi không dám đụng tới nữa đâu. Đi để nghe pháp. Thì cô hứa cô đi, tôi nói đi nha. Không đi là tôi đi ngang đây tôi cạo đầu. Cái sự cũng hành nữa. Cái tánh tôi thì nó như vậy. Bây giờ chúng ta trở lại. Bây giờ quý vị trở về với mình nha. Quý vị có thể thấy được mắt tai mũi lưỡi thân, nhưng mà phần bên trong quý vị khó thấy. Quý vị tưởng tượng, quý vị nhìn lại mình thì thấy con mắt này có dây thần kinh thị giác, tai thì có thần kinh gì? Thính giác, mũi thần kinh gì? Khứu giác, lưỡi thần kinh gì? Thân thần kinh gì? Ý thần kinh gì? Cái óc là thần kinh gì? Trung khu thần kinh của ốc, nó là tổng hành dinh của năm thần kinh này. Hỏi tới hỏi lui rồi cái gì cũng trả lời không được. Từ đâu có gì rồi. Tôi mà phá qua khóa lại một cái rồi nên là có giảng rồi y chang vậy mà tôi sửa chút xíu là không biết được. Giảng linh động một chút nha. Ông ngoài nói chuyện hay quá. Chứ lì à, nói chuyện đời mà hôm qua tới Phật Pháp đi. Thì thua tôi. Bây giờ chúng ta trở lại nha. Thì con mắt này tiếp xúc với cái này, thì con mắt nó sẽ nhận lấy cái sắc cảnh. Thì nó có cái cảm giác đó kêu là nhãn thức, mà khoa học thường kêu là tâm lý, còn đạo Phật kêu là ngạ quỷ. Quỷ là xảo quyệt, ngạ là đói khát. Tức là khi cái nhãn thức này, con mắt này nó tiếp xúc cái sắc trần thì nó phát hiện cái nhãn thức mượn con mắt để phát hiện ra cái ngạ quỷ, rồi nó hành động theo cái ngạ quỷ đó. Tức là có cảm giác mà chưa có sự phân biệt của tư tưởng, không có phân biệt tưởng. Giả thì tôi gặp vàng thì dĩ nhiên tôi biết là vàng, còn bây giờ tôi chụp lấy vàng lợi hại thì sao, thì cái này không có, tôi cứ làm lại thôi. Cái cảm giác làm sao thì làm vậy chứ không có suy nghĩ. Mày muốn làm gì mày làm, mày không bao giờ suy nghĩ cái hậu quả của nó. Thì đây là ngạ quỷ. Hiểu không? Quý vị có cái đó không? Tỉnh tỏ chắc cũng có đó. Ai mà đói bụng quá, nghe thấy người ta chiên xào đồ ăn nhau vô giật ăn à. Không cần hỏi gì được, đói quá. Hỏi rồi cũng không cho rồi làm sao? Bây giờ lấy đại, đập không đập thì thôi, không có cái suy nghĩ tính toán. Ừ, tiếng đầu có cái này ra thì mới có suy nghĩ. Có cái ốc này xen vô thì mới có tư tưởng. Thành ra ở đây chuông cái ốc mới có con mắt tiếp xúc với sắc trần, thì cái cảm giác nhãn thức phát hiện. Khoa học kêu là tâm lý, đạo Phật kêu là kêu thức. Đạo Phật hay thức đây, tức là cái biết mà chưa có sự phân biệt của tư tưởng thì kêu là nhãn thức. Rồi bây giờ cái sắc trần là đi xuống cái ý này, thì cái ốc này mới sửa cái sắc trần thành pháp trần, tức là có sự phân biệt. Thì cái sắc trần này nó càng sáng tỏ hơn. Là vàng này đó, đây là vàng. Mình lấy đó thì có hại cho người ta, có hại cho mình, mà lơ mơ thôi. Nó chưa có kinh nghiệm, nó chưa có ý chí, mới có tư tưởng thôi. Biết tư tưởng ý chí không? Tư tưởng là sự phân biệt của thức thứ sáu. Ý chí là cái quyết định, so đo lựa chọn cái hành động của mặt na. Tôi có giảng chưa? Thành ra tới cái ốc này đó là có tư tưởng mà chưa có mặt na, chưa có ý chí, tức là chưa có nghiệp. Thành ra chúng ta thấy loài thú chưa có nghiệp, mà chưa có nghiệp thì không có thành Phật được. Muốn thành Phật là phải qua cái ý xúc, đây mới có nghiệp. Cái này mới có mặt na, còn cái này mới có tư tưởng. Nhức đầu không? Bữa nay tôi mới dám giảng hơi sâu quá.
Không phải, tôi chuẩn bị có lên Vĩnh Long tôi giảng được không? Ở đây tôi thấy thành công đó. Lên Vĩnh Long tôi cũng thành công luôn. Tôi cho Vĩnh Long Tăng Ni học mẫu giáo luôn. Bắt đầu đọc rồi Vĩnh Long Tăng Ni đọc theo con. Hồi đó giờ hỏi họ không trả lời được. Tôi tưởng họ không trả lời, nhà đâu hỏi, không hiểu. Có một hai người hiểu mà cái trả bài, cái tôi nghe, cái tôi biết cái hớ, tôi dí. Mà nó không ai dám trả hết. Rồi tôi nghĩ không lẽ Tăng Ni mà giống như ở đây. Tăng Ni có thời giờ rảnh hơn mà giống y đem, giống hệt thôi. Tới chừng tôi bắt trả bài mẫu giáo, tôi đọc một câu quý Tăng Ni đọc theo. Cũng giống mình đây đó, mắt tiếp xúc với sắc trần thì mắt đó thì khoa học kêu đó là sinh lý. Rồi Tăng Ni đọc theo giống như ở đây. Thì tôi thấy Tăng Ni rất thích, kêu ai nấy trả liền. Còn mỗi lần không ít chịu trả, bây giờ người nào cũng trả hết. Thì nó thành công. Nhưng mà khóa mẫu giáo, khóa mẫu giáo là sao gì biết không? Không có sự sáng tạo của mình mà y văn giải nghĩa tôi đọc thì sao đọc y theo như vậy. Thì cái này quá quá mẫu giáo. Thì tôi thì tính là Tăng Ni cao mà nó lẽ hạ xuống thấp vậy, mà cũng giống hệt như vậy đây thôi. Thành ra bây giờ tôi thử ở đây rồi đó mới học được có cái này. Còn cái này chưa có thì hết giờ. Thì bây giờ đây bắt đầu qua hai cái này, hai hồi nhập một, rồi tới cái này nữa là ba hồi. Thì ban đầu nó dễ đấy, rồi tới nó hơi khó một chút, rồi tới ba nữa nó khó nữa, rồi qua tới xúc, rồi qua tới thọ, qua tới ái. Thì xúc này đó heo là cõi trời sắc giới à, sơ thiệt tiền tam thiền. Còn xúc này đó thì mới có người cõi dục giới thôi. Còn thọ ái này đó là tứ thiền sắc giới và tứ không. Thì đây mới xong, mới tới phi phi tưởng xong nào. Thì ở đây đó tất nhiên là nhập lưu. Xúc này nhất vãng lai, này bất lai, đây là nó đi một cặp vậy đó. Thì hết cái này quý vị cũng theo tôi nữa chắc cũng ba năm, một tháng hai ngày. Ở đây là nhiều á, ở Vĩnh Long chắc là 10 năm cũng chưa tới nữa. Nhưng mà kể tới đâu tới, bước đi nó chậm, nhưng mà bước nào bước nấy vững chắc. Thì tôi giảng xong quý vị theo tôi rồi là tôi cạo đầu cho làm sư cô hết. Bây giờ giáo pháp này ta không có hiểu, ít có hiểu lắm, chỉ có ở đây là được thù thắng hơn hết. Ở Vĩnh Long thì một tháng được hai ngày, mà giảng cả sáng cả chiều á. Ở đây có một buổi thôi, nhưng ở đây thì một tháng hai lần. Mà dài dài á, chắc cũng còn mấy năm. Thì quý vị nghe tôi chắc chừng 5 năm, 10 năm là quý vị thâu hết rồi. Thì chừng đó tôi cũng vô là tiêu rồi, chắc không tới đó. Tôi chắc vô là tiêu sớm đó, thì còn cái giáo pháp cho mấy vị. Nào thì quý vị xuất gia để cho cái Phật pháp nó còn. Cái này là đạo Phật, chứ không phải đạo người trời. Nào, thì tôi đi giảng cái này tới đây là đạo người trời đấy. Thì cặp theo đó là đạo Phật đấy. Thì tới đây là nhập lô. Nhập lô là đạo Phật. Còn người trời là đạo người trời. Thành đã nhập lưu sau khi chết rồi sanh về cõi này, cõi người trời 7 lần. Mà người trời thì có cõi, có Phật pháp. Cõi không có, còn nhập lưu người ta về có cõi trời là có Phật pháp. Bởi người ta đã là nhập lưu mà. Còn cái này đó, thọ đó, thì tất nhiên là sơ tiền, nhị tiền, tam tiền. Còn ở đây là người trời, thì ở đây đó là bất lai. Bất lai là chưa chiếu kiến được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Bất lai mới chiếu kiến được cái đó thôi. Thành ra bất lai chết rồi còn phải sanh về cõi ái này một lần. Thành là cái này là tương tự như bất lai. Thành ra ngũ ấm ma là chỗ đó. Nếu quý vị đi tới thọ này đó, tôi đi vô đây tôi tưởng tôi là bất lai. Tôi tưởng qua đó nhà tôi bất nhã, không phải là bất nhã. Tôi đó nhập vào tam thiền tôi mê, tôi tưởng là đạo Phật. Rồi sau này nhờ duy thức và ngồi sâu rồi mới thấy cái này lầm. Cái này nó thuộc về cõi trời tam thiền có sắc giới. Mà chẳng những tôi, quý sư bây giờ giảng đa số hòa thượng thượng tọa vậy cũng lầm giống hệt như tôi. Bởi vì tam thiền đó thuộc về chánh niệm tỉnh giác, mà chánh niệm tỉnh giác của tam thiền nó khác, còn chánh niệm tỉnh giác của bất lai nó khác. Chánh niệm tỉnh giác của tam thiền là tư tưởng, mà thêm cái lặng lẽ vô thì thành bất lai. Họ không để ý cái chỗ đó. Mà lặng lẽ là cái gì?
đó là cái bất tử. Theo thành ra đạo Phật cái này lấy hết trơn, thêm cái bất tử vô nhập luôn thì cảm thức giống hệt. Nhưng mà thêm cái lặng lẽ nghĩa là thấy rõ của 18 giới này thì đó là nhập luôn. Còn thấy không rõ thì tức là người trời. Có vậy thôi. Mà như thế nào gọi là thấy rõ? Như thế nào thì không thấy rõ được. Thấy rõ là thấy rõ, không có như thế nào tức là không có pháp môn. Thì cái đó nữa tôi giảng lại, tôi giảng nhiều lần. Cái đạo Phật là không thể, không ai dạy cho ai được. Mỗi người phải tha thiết, mỗi người phải bức xúc, mỗi người phải trăn trở. Tôi dùng cái trăn trở là hay, tìm được cái danh từ. Phải trăn trở với nó, phải nhức nhối với nó. Rồi một ngày nào đó tự nhiên mình nhận được. Không có ai dạy mình được. Mà ngày càng tìm kiếm chừng nào càng xa chừng đó. Thí dụ như sống đi, thì chúng ta bây giờ đang sống với cái dòng sống này. Nó có hình, có tướng. Mà sống có bao giờ đi tìm nước được không? Sống không bao giờ đi tìm dòng nước được. Sống có thể cải sửa lên cái lượng sống cao thượng hơn, thì vẫn là lượng sống, vẫn là cái xiềng thôi. Mà cái xiềng mà đi tìm cái không xiềng được không? Không bao giờ có hai cái đường lối tu khác nhau. Thì phải có một sự cách mạng, phải có một sự trăn trở, phải có một sự bức xúc, phải có một sự bất mãn cùng tốt. Thì một ngày nào đó tự nhiên mình ngộ được cái bất tử. Khi nào mà tất cả các vọng niệm, cái đi tìm cái bất tử nó dứt đi, im bặt đi, nó biết rằng đi tìm chừng nào càng xa bất tử chừng ấy, chừng đó nó nằm êm. Thì chính nằm êm đó là dòng nước. Khi nào tất cả lượng sống mà vọng động, nó biết rằng nó bất lực trên vấn đề giải thoát, thì những lượng sống này bắt đầu nằm không còn nổi sống, thì đó là dòng nước. Thành ra chúng ta không thể, không thể đi tìm dòng nước nữa. Mà dòng nước sẽ đến với chúng ta khi tất cả sự sao động của sống, của mong cầu im bặt đi, thì đó chính là dòng nước. Cái này gọi là sinh lý, thì khoa học kêu là sinh lý và đạo Phật kêu là căn. Căn tức là cái rễ. Có cái căn này đó, nó bắt được cái trần là nó biến thành cái thức, là cái biết. Cái biết đây đó là cái biết về cảm giác thôi, là chúng ta kêu là tình, tức là chưa có sự phân biệt. Thì cái căn sinh lý đó tức là có sự sống mà chưa có cái biết, thì gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Phải vậy không? Thì tất nhiên là nó chụp lấy cái sắc trần này, nó để ở trên con mắt. Thì cái con mắt mới cho cái cảm giác, thì cảm giác được kêu là nhãn thức. Thì nhãn thức này là chưa có sự phân biệt, chỉ nhận lấy sự vật thôi. Chẳng do quý vị bây giờ thấy tôi nhìn cái bình thủy, thì quý vị sẽ thấy cái bình thủy nó nằm ở trên tròng đen. Thì cái tròng đen này nó sẽ rung động, nó không có dây thần kinh, thì nó sẽ cho cái cảm giác kêu là nhãn thức, kêu là ngạ quỷ. Bây giờ tôi hành động theo cái nhãn thức này thì tôi là con quỷ đó. Hiểu không? Không hiểu thì thôi, nhớ lại. Bây giờ quý vị có cái trạng thái đó thường, quý vị phải theo dõi mình mới biết. Mà muốn theo dõi thì quý vị lặng lẽ theo đi. Còn quý vị phân biệt nó thì quý vị phải cải sửa. Quý vị chỉ hiểu được 10% thôi. Còn quý vị lặng lẽ quý vị nhìn nó như là nó, thì quý vị hiểu nó được 100%. Hay là không có vấn đề hiểu, mà quý vị chính là ngạ quỷ, thì quý vị sẽ lặng lẽ nhìn nó, thì nó sẽ biến mất, hay là nó không có tác động quý vị được. Quý vị không dính mắt nó là nó cứ cho nó chuyển biến, mà nó không làm gì mình được. Mình chính là cái lặng lẽ, chứ mình không phải là ngạ quỷ. Còn quý vị không biết gì hết thì cái nhãn thức nữa kéo quý vị hành động. Mà hành động là khi đó người ta phê phán quý vị không hiểu gì hết, đó là địa ngục. Còn hiểu mà quý vị cãi người ta thì đó là ngạ quỷ.
Còn người ta nói quý vị mỗi vị nổi sanh, đó là súc sanh. Còn nói quý vị biết sai, quý vị cũng quýt lộn như người ta, đó là Atula. Đại khái là vậy thôi. Có không? Có sống vậy không? Còn khi người ta nói quý vị cải sửa, thì quý vị qua dạng súc. Có lúc cải sửa thắng nó, có lúc thua. Năm ăn năm thua, năm tình năm tưởng, quý vị có học qua rồi. Còn quý vị thường thường thắng nó, thì quý vị qua cái thật. Tức là bảy tưởng mà có ba tình, tám tưởng mà có hai tình, tới chín tưởng mà có một tình. Rồi tới chừng thắng hoàn toàn, không nhiễm thọ nữa thì qua ý đó. Tức là tứ thiền thì hoàn toàn là tưởng không. Nói thì quý vị hiểu rồi ha, bây giờ chúng ta trở lại. Vậy thì căn là sinh lý, thì chúng ta thường kêu là địa ngục ngũ giác, gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Tiếp xúc với trần, thì trần đây là bụi bặm, tức là sự vật là do những cái bụi bặm điện tử nó ráp lại, thì khoa học kêu là vật lý. Chưa có sự sống mà chưa có cái biết nữa. Thì gồm có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Sắc là đối tượng của mắt, thinh là đối tượng của tai, hương đối tượng lỗ mũi. Quý vị biết rồi. Thì khi sau hai cái này mắt tiếp xúc với sắc trần, thì cái sắc trần mới nằm trên con mắt. Con mắt nhận lấy sắc trần mới phát hiện ra cái nhãn thức. Cái âm thanh, sau khi âm thanh nó ghi nhận cái lỗ tai, nhận lấy cái âm thanh, thì cái lỗ tai mới phân biệt ra kêu là nhĩ thức, tức là cái nghe của ngạ quỷ. Rồi khi cái hương vị mùi thơm mùi thúi không thơm không thúi nó phát ra rồi, thì cái lỗ mũi nó nhận lấy, thì nó sanh ra cái tỷ thức, tức là cái ngửi của ngạ quỷ. Biết là có mùi nhưng mà mùi gì không biết, không có phân biệt. Biết là mùi dễ chịu khó chịu, nhưng mà mùi gì mà dễ chịu, ngạ quỷ không có phân biệt. Một cái mà cái mùi dễ chịu khó chịu mới đưa xuống cái ốc, thì cái ốc mới tiếp xúc cái mùi đó bắt đầu phân biệt. Phân biệt một cách lờ mờ, cái này là cái mùi của dầu xanh, cái mùi của dầu thơm, hoặc cái mùi thúi của cầu tiêu, thì nó biết vậy thôi. Mà dầu, cái mùi dầu thơm mà muốn giữ lấy như thế nào cho nó lâu, thì xúc sanh không có làm cái đó, nó chỉ nhận về lờ mờ thôi. Thành là cái lờ mờ đó kêu là vô minh. Thì tất nhiên là cái ốc này nó lên, nó sửa cái sắc thanh hương vị xúc này thành ra ý xúc, ý thức. Thành ra ý thức là của loài thú, còn cái này là của ngạ quỷ. Sắc nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, tiệt thức, thân thức là thuộc về cảm giác, hay là chúng ta kêu là cảm tình của ngạ quỷ. Còn cái ý thức này đó, tức là tư tưởng của súc sanh, có cái biết phân biệt lờ mờ mà chưa có sự quyết định lựa chọn để hành động, tức là chưa có nghiệp. Hiểu không? Nếu không không hiểu thì thôi, để cái khác giảng nữa. Chứ bây giờ tôi không biết giảng làm sao. Tôi giảng nhiều lần rồi, heo. Rồi có cái máy nó nghe lại, nghe 5-7 lần. Không được thì 10 lần, không được thì 20 lần. Nhưng mà nghe ngồi bắt kiếp già nghe nha. Chứ đừng nói nó nghe mà vô nấu cơm mà đi tắm này kia rồi ngồi nó nghe là không được. Nghe là 2-3 cái làm nghe theo Atula, nghe theo tập niệm, nghe 4 đường ác là không hiểu gì hết. Rồi cái trả thuộc lòng là không được, quý vị phải áp dụng vào trong con người mình. Và khi mình bị cái gì mình phải biết mình ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hay là Atula, mình phải biết. Và khi mình cải sửa qua người trời, mình phải biết. Nếu người đó thì bắt đầu có ý chí, có sự cải sửa, mà năm ăn năm thua. Còn trời dục giới là 6 ăn mà 4 thua. Rồi bắt đầu mới là qua thọ. Đây là qua cõi trời sắc giới. Ở đây là không còn sống bên ngoài nữa, không còn sắc thanh hương vị xúc nữa, tức là không có sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ. Cái đói này một thứ nha,
Vị về ngồi suy gẫm nha. Sắc thinh hương vị xúc, tức là sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ. Còn bây giờ dứt cái đó thì quý vị bắt đầu đi vô cái thọ. Thì quý vị không còn sống bên ngoài nữa. Quý vị kiếm chỗ ngồi thiền. Quý vị nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, bảy ngày, bảy đêm, bảy chục ngày, bảy chục năm. Quý vị không cần ăn uống nữa. Thì quý vị ăn bằng cái gì? Ăn bằng cái xúc thực, thọ thực. Ăn bằng cái cảm giác hỷ lạc mà tôi đã giảng rồi. Ly dục sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, ly hỷ vô lạc, xả niệm thanh tịnh. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cái này cao á.